Em xin chào các bác ạ. Dưới đây là hai mẫu biến tần Orbit công suất 4200VA và 7000VA, giá cực kỳ bình dân. Hôm nay bên em lên video để báo giá nhanh để anh em đang có nhu cầu có thể tham khảo. Đầu tiên thì em sẽ nói qua về cái dòng biến tần này để anh em mới sử dụng thì có thể dễ hiểu. Thì đây là một thiết bị dùng để khai thác điện mặt trời các bác nhé. Cái tấm pin mặt trời nó tạo ra điện DC các bác, nên anh em không thể kết nối nó để chạy trực tiếp với những cái đồ điện AC trong gia đình được, mà anh em sẽ cần một thiết bị để chuyển đổi. Thì đây là một cái dòng biến tần độc lập lưu trữ, nó vừa có thể lưu trữ và vừa có thể bù lưới các bạn. Thì hiện tại bên điện lực vẫn chưa cho mua bán điện. Chính vì vậy nên là cái mẫu biến tần chạy độc lập lưu trữ này nó vẫn là một thiết bị sử dụng hiệu quả các bạn. Thì đây là mẫu 4200VA các bác nhé. 4200VA trên 3800W. Con này nó sử dụng hệ lưu trữ 24V. Còn đây là mẫu 7000VA trên 6200W. Con này nó sử dụng hệ lưu trữ 48. Đấy, thì bây giờ em sẽ báo giá luôn hai con này. Đấy, sau đó thì em sẽ quay chi tiết anh em nhé. Đấy, anh em ví dụ như là đã biết về những cái dòng này rồi thì chỉ cần biết giá thôi, nó sẽ đỡ mất thời gian. Đấy, thì con 4200VA này giá là 6.800.000 các bác nhé, 6.800.000 công suất thực cho phụ tải của nó là 3.8 kW, 6.800.000 các bạn. Còn con này là con 7000VA các bác nhé, và công suất cho phụ tải thực tế của nó là 6.200W đây các bạn, và con này có giá là 7.400.000, nó chênh nhau không nhiều các bạn, 7.400.000, con này là 6.800.000 các bạn. Mức giá thì cực kỳ là dễ tiếp cận các bác nhé. Trước đây thì những cái dòng này nó giá nó rất là cao. Cách đây 2 năm thì những con như con 6200W là nó phải trên 12 triệu. Bây giờ giá nó rẻ lắm rồi. Nên là anh em mới sử dụng thì cũng dễ tiếp cận. Đây, hình thức bên ngoài đây các bác. Ở cái mặt trái này nó sẽ có một cái cổng com này các bác nhé. Sau này ví dụ như anh em có cần lắp thêm cái wifi rời để anh em kiểm tra cái điện thoại thì nó thể lắp ở đây, còn theo bộ nó không có các bạn nhé. Sơn phải này thì nó sẽ có một cái công tắc tổng đây để anh em bật này. Đây là màn hình và các phím chức năng, nói chung là hai con này giống nhau thôi, con này nó to hơn một chút các bạn. Nói chung là hai con ấy thì một con sử dụng hệ lưu trữ 24 thì anh em đầu tư lưu trữ nó sẽ rẻ hơn là con 48 này. Thế nhưng mà con này thì nó cho tải, phụ tải nó thấp các bạn, nó chỉ khoảng 3.8 kW thôi, còn con này là 6.2. Đấy, thì sau đây thì em sẽ quay chi tiết các bạn nhé, quay chi tiết về hai cái mẫu này. Đấy, thì dưới đây là các cái cổng kết nối các bạn này. Thì anh em lưu ý cho em nhé, là hai cái cổng kết nối này. Thì đây đều là những cổng kết nối với điện một chiều các bạn, nên là anh em phải lưu ý là mình phải đấu chuẩn âm dương, không nó sẽ bị cháy các bạn nhé. Đấy, và cái thứ hai, cái rất quan trọng ấy là anh em sẽ, nếu mà anh em dùng lưu trữ thì anh em sẽ phải đấu lưu trữ trước. Đấy, anh em sẽ phải đấu lưu trữ trước để cho nó nhận diện lưu trữ, rồi anh em mới đấu vào cái pin mặt trời vào đây, chứ anh không phải đấu ngược đâu nhé. Đấy, nhiều anh em thì cứ đấu pin mặt trời rồi bắt đầu mới đấu cái lưu trữ này, nó rất dễ gây cháy nổ các bạn. Nói chung là cái tỷ lệ cháy nổ 50-50 thôi, có nhiều anh em đấu thì không thể cháy, nhưng mà cũng có thể là tại vì cái tỷ lệ nó rất cao. Đấy, theo đúng kỹ thuật thì anh em sẽ phải đấu lưu trữ trước xong mới đấu với pin mặt trời các bác nhé. Còn đây là sẽ là hai cái đường AC input này. Đấy, cái đường AC output là chính là cái đường điện ra các bác nhé. Ví dụ như nhà các bác ấy không sử dụng ở những khu vực không có điện lưới thì anh em sẽ bỏ qua cái đường AC input này. Đấy, chức năng của đường AC input này là dùng để bù điện lưới vào. Ví dụ như anh em dùng tải mà lớn hơn điện mặt trời thì anh em có thể là nó sẽ bù từ điện lưới vào cái chỗ thiếu hụt đó. Còn cái đường AC output này nó chính là cái đường điện lưới ra. Đấy, ví dụ như là anh em không, nhà không có điện lưới thì coi như mình bỏ qua cái này đi, bỏ qua cái đường AC input đi, anh em chỉ quan tâm với đường AC output thôi, thì có nghĩa là điện mặt trời vào đây và nó sẽ ra ở ngoài này, anh em sẽ lấy điện ra ở đây để cấp cho các thiết bị điện ở trong gia đình mình ấy. Nếu mà không, khu vực mà không có điện lưới các bác nhé, thì anh em sẽ phải sử dụng lưu trữ. Bản thân là cái con này kết cấu của nó thì có thể chạy không cần bình các bác, nó chạy không cần bình. Thế nhưng mà anh em lưu ý là không cần bình chỉ khi mà có điện lưới các bác nhé.
để nó có một cái nguồn điện khác bù vào khi mà điện mặt trời thiếu. Tại vì điện mặt trời không phải lúc nào nó cũng đủ để cấp cho phụ tải đâu. Ví dụ anh em dùng phụ tải nhiều mà đang chạy ấy, những lúc nắng ổn định không sao, nhưng mà có mây che ấy, nó sẽ làm cái công suất của tấm pin nó bị tụt rất nhiều. Chính vậy không đủ cấp cho phụ tải, nó phải thì lúc đó nó sẽ phải cần một cái nguồn điện khác để bù vào các bạn. Thì trên này nó sẽ có hai cái nguồn điện để bù vào, một là nguồn điện từ lưu trữ này, hai nữa là từ nguồn điện từ điện lưới. Nếu mà anh em mà cả hai cái này mà đều không có ấy, thì có nghĩa là nó sẽ không có nguồn điện khác bù vào đấy, thì con máy nó sẽ gồng gánh lên, nó sẽ ảnh hưởng đến từ thiết bị điện trong gia đình mình, nó cũng ảnh hưởng tại vì đang chạy nó bị sập, tại vì không con này ví dụ nó mà không đủ thì nó sẽ ngắt đi đấy, thì cái thiết bị ở trong gia đình bác sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa nó bị ngắt đi. Đôi khi ví dụ như một số cái đang chạy motor hoặc là một số cái nó bị dừng đột ngột, ví dụ như là những cái bộ máy tính chẳng hạn, những cái bộ PC bộ máy tính mình đang sử dụng ấy, nó vừa làm gián đoạn công việc của các bác đấy, mà nó cũng đôi khi nó cũng ảnh hưởng, ví dụ như là cái máy tính mà nó chạy cái ổ cứng nó đang chạy mà nó ngắt thì nó rất hại ổ cứng chẳng hạn. Đấy, chính vì vậy mà anh em nếu mà dùng mà không có điện lưới thì anh em nên có lưu trữ để sử dụng. Nói chung là trong một cái hệ thống điện mặt trời, nếu anh em đam mê điện mặt trời thì nên sử dụng lưu trữ, nó rất là hay các bạn. Đấy, lưu trữ để mình dùng buổi tối đấy chứ các bác. Cái lưu trữ này nó có hai chức năng các bác nhé. Nó vừa để làm một thiết bị lưu trữ này, nó vừa để ổn định điện. Có nghĩa là khi mà thiếu điện nó sẽ bù từ cái nguồn điện này vào, chứ không phải là chỉ có lưu trữ dùng buổi tối đâu các bạn. Có lưu trữ nó rất là hay. Đấy, em nói qua một chút về cái lưu ý đó. Thì sau đây em sẽ quay chi tiết về cái thông số của con này các bạn nhé. Thì con này mã của nó là 4200VA này, trên 3800W, có nghĩa là cho phụ tải là 3800W đấy, tối đa đấy các bạn. Và nó sử dụng hệ lưu trữ 24V các bạn nhé. Anh em nhớ là con này nó dùng lưu trữ 24V. Con này nó tích hợp một bộ sạc lưới ở trong này. Bộ sạc lưới của nó thì mắc dòng sạc mắc là 80A và cái dòng sạc mặc định trong máy nó là 60A. 60A mà sạc này cũng dòng sạc rất là cao đúng không ạ? Sạc rất nhanh. Và con này nó tích hợp thêm một bộ sạc vào VPT công suất 110A. Thì để nói một chút nữa để cho anh em mới sử dụng có thể hiểu là trong để mà dùng điện mặt trời, rất nhiều anh em dùng theo kiểu là mới sử dụng thì thường thường anh em hay mua một bộ điều khiển sạc này đấy, để mà làm trung gian với tấm pin và ắc quy. Có nghĩa là điều khiển sạc nó sẽ sạc xuống ắc quy, tấm pin nó sẽ qua sạc và nó sẽ sạc xuống ắc quy, rồi anh em sẽ mua được một bộ kích điện đấy, để kích điện từ ắc quy lên để dùng. Đấy là một cách đơn giản nhất để anh em sử dụng. Thì trong này ấy, con này nó cao cấp hơn. Trong này thì nó đã tích hợp một bộ sạc rồi, một bộ kích điện công suất lớn trong này, một bộ sạc công suất lớn trong này, và cả một cái bộ sạc điện lưới ở trong này nữa, rồi bù lưới các kiểu nữa. Đấy, nó thông minh hơn và nó tích hợp hết ở trong này trong một rồi. Nên anh em lắp đặt thì nó chỉ gọn ở trong này thôi. Thế thì con này nó tích hợp một bộ kích điện 24V lên 220 công suất 3800W này, và một bộ sạc năng lượng mặt trời MPPT áp cao công suất 110A này. Đấy, và một bộ sạc lưới công suất 80A nữa. Đấy, đầy đủ hết rồi. Đây anh em sử dụng rất là tiện con này. Đấy, đây thì công suất của nó đây. Các bác có thể kết nối được tối đa là 6000W pin mặt trời các bác nhé. Rất là nhiều luôn. Và anh em có thể kết nối tối thiểu, ví dụ như anh em có đang có 2 tấm hoặc là 3 tấm 400W hoặc là 450 thì anh em dùng cái con này cũng được, cần hai con là được rồi. Đấy, thì nói qua một chút về cái điện áp tiêu chuẩn của pin mặt trời là 240V này, thì anh em hình dung như này, thì con này nó chuyển đổi ra điện 220 thì anh em phải sử dụng một cái nguồn điện đầu vào nó phải tương đương với điện 220 hoặc cao hơn thì nó mới đạt hiệu suất tốt được các bạn. Chứ còn chuyển đổi thấp quá lên thì nó cũng rất hại cái thiết bị các bác nhé, và cũng hiệu suất chuyển đổi không cao, có nghĩa nó dẫn hại có biến tần. Thế thì anh em nếu mà đã sử dụng ấy, thì nên sử dụng ghép tối thiểu ấy, những cái tấm pin mặt trời vào đạt cái điện áp của nó là 240V như thế này thì nó sẽ đạt hiệu suất chuyển đổi cao các bác nhé. Đấy, có nghĩa là chuyển đổi 240 so với 220 nó chuyển đổi như thế thì áp cao như thế thì chuyển đổi qua thì nó sẽ đạt hiệu suất tốt hơn. Đấy, nói chung nó hoạt động nó sẽ hiệu quả hơn.
đấy các bác nhé. Chứ còn điện áp tối thiểu vào để nó có máy nó hoạt động ấy, 55V nó hoạt động rồi các bác nhé. Thì về hình thức hai con này thì nó như nhau thôi các bác, nó như nhau thôi. Con này thì nó to hơn này các bác này, và con này thì nó cho tải nhiều hơn thôi. Con này cho tải 6200 này, và nó khác một chút nữa là con này thì nó dùng lưu trữ 48 cơ. Tại sao lại phải dùng lưu trữ 48? Thì theo tiêu chuẩn của tất cả các hãng các bác nhé, tiêu chuẩn của tất cả các hãng thì cứ trên công suất tải cứ trên 4200W ấy, thì là mình nên sử dụng hệ lưu trữ 48. Ví dụ như con này của nó là 6200W này. Nếu mà anh em sử dụng hệ lưu trữ 24V ấy, thì anh em biết là cái dòng xả mắc, nếu mà anh em dùng đủ 6200W ấy, thì nó sẽ đạt là 250A. Thì với cái dòng xả là 250A thì gần như là những thiết bị thông dụng ở trên thị trường ấy, như dây điện này, hoặc là những cái khối pin lithium, hoặc là kể cả ắc quy, nó không thể chịu được đâu các bác. Đấy. Kể cả những cái thiết bị dây điện cao cấp đi nữa thì cũng rất ít thiết bị có thể chịu được cái dòng xả lên tới 250A này. Anh em mua trên thị trường ấy, anh em phải mua dây rất là to. Mà quan trọng ấy là cái dòng xả cao như thế thì nó tỷ lệ gây cháy nổ nó cao các bác. Tại vì đôi khi anh em để ý mà tiếp xúc không tốt thì nó gây cháy nổ rất là cao. Chính vì vậy nên là không nên dùng cái dòng sạc cao như thế các bác nhé. Kể cả anh em ghép pin thì anh em biết là những cái mạch bảo vệ thông dụng thị trường ấy, kể cả những cái dòng đắt tiền như dòng JK BMS, anh em thấy là hầu như là cũng chỉ mua 150A trở lại cho hệ 48 thôi. Chứ lấy tới 250A thì quá là cao nếu mà tải hết. Chính vì vậy nên là nếu anh em đã sử dụng hệ lưu trữ mà càng lớn lên thì mình sử dụng, bắt buộc là phải sử dụng cái hệ lưu trữ cao hơn, chứ không thể mình không thể tiết kiệm được. Nhiều anh em thì cứ muốn mua những hệ lưu trữ 12V mà muốn mua những cái kích điện 6000-7000W thì thật sự là, nếu mà đúng thật sự là tải thực của nó như thế thì gần như không, nó không khả thi các bạn. Tại vì dòng xả rất lớn, không thể chịu được. Đấy, chính vậy nên là ví dụ như con này mà nó là 6200W ấy, mà anh em dùng 48 thì có nghĩa dòng tải mắc của nó chỉ là 125A thôi. Đấy, nó chỉ bằng một nửa so với 24 thôi. 24 thì anh em dùng chỉ nên dùng 4000 đây thì 3800W trở lại như này là hợp lý này. Đấy, anh em tải mắc thì nó cũng không cao lắm, nó cũng chỉ quanh quanh khoảng 100 hơn 100A một chút thôi. Thì vẫn có thiết bị chịu được các bạn nhá. Đây thì em sẽ quay chi tiết về cái thông số của con này. Đấy, model của nó là SP7000 VA trên 6200W này, sử dụng hệ lưu trữ 48V. Con này cũng thích hợp sạc lưới. Và dòng sạc mắc cũng là 80A, mặc định là 30A. Đấy, công suất kết nối tối đa pin mặt trời là 6000W. Thích hợp một sạc MPPT áp cao 110A. Đấy, điện áp vào cũng là tối thiểu 55V, tối đa 450V. Thì đây là hai cái dòng biến tần giá bình dân lắm các bạn, là cực kỳ bình dân. Ngoài ra thì bên em vẫn có công suất lớn các bạn. Nói chung là những cái mẫu bình dân này em sẽ quay chi tiết rồi, còn những cái mẫu lớn thì bên em sẽ quay chi tiết để anh em có nhu cầu thì có thể xem những cái mẫu đó. Đấy thì 4200W và 6200W là cái dòng mà nó kết cấu của nó cao cấp hơn. Còn những cái mẫu công suất lớn trước đây bên em cũng có làm, như là một những cái công suất nhỏ bên em cũng có làm, như là cái dòng 1500W này, 2400W này, và 3000W bên em vẫn có làm đấy các bác. Thế nhưng mà cái dòng đấy thì cái kết cấu nó là bản phổ thông các bác nhé, nó rất hay bị lỗi. Chính vì vậy là sau này bên em sẽ dừng làm các bạn đấy, bên em không làm nữa mà chỉ làm những cái dòng này thôi. Tại vì cái dòng này thì nó khá là bền, đã kiểm nghiệm trên thị trường 3-4 năm nay rồi. Chính vì vậy là anh em đầu tư thì mình nên sử dụng những cái dòng này, giá bây giờ nó cũng rẻ lắm rồi, mà nó chênh nhau với cái dòng rẻ kia không đáng bao nhiêu. Anh em nên cố một chút. Đấy, các bác quan tâm liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo 0355 066 009 ạ. Cảm ơn các bác.